Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ làm mẫu để giúp cho các bạn học cái phần này nhé. Ok, chúng ta bắt đầu tập nào. Cái này thì các bạn tập nhiều, tập ngày nào cũng tập cho mình nhá, tập cho mình. Ok, mỗi một cái âm này tập một ngày một âm. Một lần quay video này một âm, một lần để ra cái một âm thôi là đủ. Ok, thì cái âm mà chúng ta hay bị nói chung là các âm nguyên âm này thì mình nhìn thì các âm này các bạn để ý là nó khá là dễ, nhưng mà tuy nhiên một số âm nó khó khó thì mình để lưu ý các phần phụ âm. Nguyên âm thì các bạn tập nó dễ rồi nhá, nguyên âm thì rất dễ thôi. Âu dễ nhá. Đấy, kết hợp với cả việc đọc phần more này thì mình tập trung vào các phần phụ âm. Phần phụ âm thì cái âm này có nhiều bạn hay sai. Này âm này các bạn đọc theo bắt chước, các bạn bắt chước cho mình, cứ bắt chước cho mình cái này. Nhưng đây mình giải thích thêm một chút là âm này thì các bạn thổi cái luồng khí ra đằng như cái âm hờ ấy. Nhưng mà để phần miệng, đến chỗ khoang miệng, đến chỗ gần môi thì mím môi lại. Mím môi lại nhưng vẫn đẩy ra, vẫn đẩy hơi ra đằng môi, nhưng môi mím chặt nhưng vẫn đẩy tiếp, rồi bất chợt mở ra, nén đến khi gọi là nén, nén đến khi căng rồi, căng phồng lên cái miệng này, thì bắt đầu đẩy, thì bắt đầu mở ra, nhưng phải thổi nhá, nén nén tức là nén cả khoang miệng và cả mũi, mũi đóng lại. Bạn tập cho mình thật nhiều lần. Đó, ngày nào cũng thế, mỗi lần của tập khoảng tầm 5 cho đến 10 lần cái âm. Rồi bắt đầu đọc các cái phần phần ví dụ. 5 đến 10 lần nhé, 5 đến 10 lần. Mỗi ngày tập làm thật nhiều, đôi khi được trung bình là mỗi người một cái mức độ khác nhau, nhưng làm có thể làm tối thiểu là 5 ngày, trong vòng 5 ngày. Đấy, 5 ngày. Tối đa là trong vòng 30 ngày. Nếu vẫn cái âm đấy vẫn chưa tập được thì tập tiếp. Đấy, tối thiểu là 5 ngày, thường là cứ chưa đến 4 5 ngày thôi là tập được rồi. Không cần phải tập nhiều hơn nữa, nhưng có người vẫn có thể là không tập trung chẳng hạn thì cần tập thêm, nên làm càng nhiều các cái video như này. Và mỗi mỗi một lần tập thì tập một âm thôi, không tập nhiều âm. Pass, 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 đọc tối thiểu 5 lần. Pass, 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 Speak, 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 Stop, stopped, Stop, 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 Stop. Đó, nó kết hợp các âm phi âm đều có này, phần more này, phần more này. P P P P okay. P P P P P 5 tối 5 lần. P 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 Pa, 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 po, 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 pa, 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 Pow, pow, poi, 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 purr, 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 par, 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 pear, 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 peer, 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 okay, pour, 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 pour. eat,
Đây, phần này là phần ngược lại, tức là áp phần trên là tất cả đằng trước, phần này là đằng sau nhá. Ip, 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 ape, 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 nhá, đọc rõ là ape, 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 nhưng nó đọc ngắn rất là ngắn nên mình nghe rất là ngắn, không sao, bắt chước đi. Okay, tập này các bạn tập liên tục cho mình. Và tập cái này đến sau mình nhìn một cái từ mà nó không có âm thanh mình cũng có thể đọc được nhá. Up. Hai cái âm này đứng cạnh nhau chỉ khác nhau một chút thôi, khác nhau một chút thôi, một âm là miệng kéo dài xuống. Up, còn âm là miệng hơi chu ra, môi hơi chu ra. Up, up. Rồi. Up. 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 Âm này u này không chu môi. Up. Âm này u chu môi. Up. 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 Các bạn nhớ hai âm này như vậy thì tập thật kỹ 5 đến 10 lần nhé, để phân biệt được up thành một thói quen, một cái phản xạ gọi là phản xạ phát âm. Phần này là phản xạ phát âm. Up. Up. Âm này gần giống như âm này, gần giống như âm này. À, nhưng mà âm này thì miệng ngắn hơn. Up. 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 Ipe. 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 Alp. 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 Oip. 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 Erp. 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 Arp. 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 Erp. 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 Âm air này là âm air nhé. Air. Erp. 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 Âm ear. Ear. Erp. Erp. Orp. 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 Okay. Đây, âm air đây. Air. Nào, air, ear này. Ear. Các bạn thấy không? Bên này có phần ear này, ear này, ear này. Nào, phần này này, ear. Or. Or. Tất cả những âm này là liên quan đến R. 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 Air, ear, or. Nào, ok, tập phần này nhá. Rồi, ok, đấy là hôm nay là tập thật kỹ phần âm P. Được chưa ạ? Kỹ âm P. Còn cái âm tiếp theo là âm này, cái âm p tập được thì bắt đầu liên quan đến âm b. Đó, âm này tập sau. Ok, hôm nay mình làm video đến đây thôi.